Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắm cái giá tranh để đi chúc mừng khai trương. Nguyên liệu của chúng ta gồm có hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, hoa hồng pastel, dâu kem hay là dâu gọi là dâu kem á, hoa baby, lá ngâu, lá đuôi chồn và hoa phụ nữ. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Đầu tiên là ở đây á, là mình có một cái tấm phông mát. Các bạn có thể ra tìm quảng cáo, các bạn nói người ta cắt cho các bạn cái kích thước thì các bạn cắt cái kích thước khoảng là 60-80 là vừa ha. Các bạn sẽ nói người ta chọn cho mình phọt mát là 10 ly, các bạn nhớ nha, phọt mát là 10 ly. Sau đó về chúng ta sẽ cắt cục mút này ra là 4 theo cái chiều dọc như thế này. Tiếp tới các bạn sẽ đục lỗ trên tấm phọt mát 10 ly này và chúng ta sử dụng dây gút để chúng ta gút lại. Các bạn nhớ phải dằn cây cho kỹ nha, chứ nếu không là chúng ta chạy nhanh nó sẽ bể mút. Đây, ở đây mình đã gia cố bằng dây rút hết rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần cắm hoa. Đầu tiên, mình sẽ sử dụng phần lá đuôi chồn này để tạo dáng cho cái giá tranh của mình. Khi cắt các bạn lưu ý một cái kinh nghiệm nữa, đó là cái phần chữ á, các bạn cắt một là các bạn xác định mình sẽ cắm phơm chỗ nào, mình sẽ cắm hoa chỗ nào để mình chừa cái phần chữ ra. Nếu như chúng ta cắm hoa ở cái là phần la dưới này thì cái phần chữ chúng ta sẽ đẩy từ phía khoảng cỡ này đi xuống, chúng ta chừa lại cái phần phía dưới này để chúng ta cắm hoa. Còn nếu như chúng ta cắm chạy góc giống như vậy, ở đây mình cắm hai góc đối xứng khép kín với nhau, thì các bạn sẽ cắt cái phần chữ nó hơi xích vào một tí. Cái này nhân viên mình đi làm cho nên là cái chữ nó hơi dài ra, cho nên là khi mà chúng ta cắm phần hoa chúng ta phải khéo léo làm sao cho nó đừng có che cái phần hoa. Cái điều này nó cũng hơi khó, cho nên là các bạn sẽ cắt chừa cái phạm vi vào. Tốt nhất chúng ta nên chừa vào mỗi bên khoảng từ 15 cho tới 17 cm là vừa. Rồi. Cái phần lá đuôi chồn này nó có cái dáng của nó rất là mềm, cho nên khi mà các bạn tạo nét á thì nhìn cái sản phẩm của các bạn nó sẽ uyển chuyển hơn, đẹp mắt hơn. Các bạn nên nói người ta chọn cho mình cái loại dài á. Cái phần ngắn này chúng ta có thể cắm vào. Cái phía trên này chúng ta cắm nó khá là thoải mái nè, có cái chỗ chữ đội này nè. Đó, và bây giờ nó đang bị dính. Tí nữa nếu như chúng ta cắm hoa thì nó sẽ bị che mất cái chữ đó. Còn nếu như chúng ta không cắm hoa vào chỗ đó thì nó sẽ lộ cái phần phơm ra. Hôm bữa thì khi mà mình cắm cái phần tranh hoa đó thì cũng có một số bạn hỏi mình đó là làm sao để mà gia cố cái phần tranh hoa với lại cái giá tranh, tức là cái chân á, chân đỡ á, thì thường á, đây để mình chỉ cho các bạn luôn. Thường là mình cắm cái dạng này xong thì mình sẽ để rời đó, các bạn thấy không, mình sẽ để rời và nhân viên mình sẽ đi giao cầm cái phần tranh này tới nơi rồi mới bắt đầu là đặt nó lên. Thì chúng ta cũng ít có tác động với nó cho nên là cũng không phải lo lắng. Nếu như các bạn lo lắng thì các bạn có thể sử dụng phần keo đen này ha. Chúng ta sẽ dán ở cái phần chân hoa đó, cái phần chân nó như thế này, các bạn dán dọc vào đây cho mình đó, các bạn dán vào rồi sau đó chúng ta sẽ đặt cái phần tranh của chúng ta lên và chúng ta ẩn nó vào. Thì lúc này cái phần tranh của chúng ta nó sẽ dính với cái phần chân. Các bạn đi thì các bạn cũng sẽ đỡ lo lắng hơn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng cái phần lá ngâu để che tiếp phần phơm của mình.
Như mình á, thường nếu như mà cái phần tranh hoa này mình làm á, nếu như cái phần chữ á, nó không quá nhiều như thế này thì mình sẽ đục lỗ và mình treo dính cái phần tranh hoa của mình vô cái phần giá tranh luôn đó. Nếu như cái phần đó mà các bạn sẽ cắm hoa để phủ lại thì chúng ta sẽ đục lỗ luôn cho nó chắc ăn. Mình sẽ phủ tiếp cái phần lá ở dưới chân. Các bạn sẽ phủ lá ở phần từ phần rìa trở ra giúp mình nha. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắm một cái tranh hoa mà mình sẽ gia cố mút và mình sẽ cột dính vào trong cái phần chân luôn. Mình sẽ thêm cả những cái phần lá đường trồn này vào lòng trong để tạo nên cái sự liên kết của cái tổng thể, chứ không phải là nó chỉ chạy ở bên gốc thôi. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần hồng vô kem này vào. Khi các bạn cắt cái phần hoa thì trên cái thân hoa nó sẽ có những cái đoạn nó như thế này, tức là nó bị cong đó. Thì một là chúng ta sẽ bấm vượt qua đoạn cong, hai là khi nếu như chúng ta cắt như thế này thì chúng ta sẽ vướng lại cái phần mắt này. Nếu như các bạn không xử lý khéo thì khi mà chúng ta vào nó sẽ bị xoay, cho nên một là các bạn sẽ gọt bỏ, hai là chúng ta sẽ bấm vượt nó qua. Phần hoa khi mà chúng ta vào á thì ở ngay cái phần gốc á, các bạn có thể điểm nó để nó dày cái chỗ này lên.
Khi cắm thì chúng ta nên nhớ là chúng ta cắm bề trong và bề ngoài của cái tranh. Thì cắm cái này thì tương đối là nó rất là đơn giản. Nó chỉ hơi cầu kỳ ở cái giai đoạn là các bạn đi làm format thôi. Khi các bạn đi làm format thì chúng ta cần phải biết được cái thông số của nó. Để chúng ta gì chúng ta làm thì cái trong quá trình vận chuyển á, chúng ta sẽ không có bị gãy, bị hư. Còn nếu như các bạn không biết thông số thì các bạn sẽ đi đặt nó mơ hồ lắm. Và các bạn lưu ý cho mình một điểm này nha, đó là nếu như các bạn cắm cái phần hoa này thì cái phần nào bứt các bạn sẽ đẩy nó ra ở bề ngoài, còn cái phần nào mà nó nở thì chúng ta sẽ đưa nó vào lòng trong. Mình sẽ cố gắng xử lý cái phần hoa ngay chỗ này, cái chữ đội này, để nó không có che hoa, để nó không có che cái chữ đi. Những cái video mình làm là để chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm mà mình đã làm, và có những cái hay nhưng bên cạnh đó cũng có những cái gọi là những cái sai, những sai sót, và mình đều post lên cho các bạn xem để các bạn rút kinh nghiệm. Video nhằm mang tính là chia sẻ những kiến thức mà mình có cho các bạn.
dần hoàn thiện hơn. Thì bây giờ mình sẽ che thêm cái phần lá. Tiếp theo mình sẽ dùng cái phần hoa bb. Cái phần tranh hoa này thật ra thì nó rất là dễ làm, kể cả với những bạn mà không biết gì về hoa, chỉ cần biết được cái thông số để mà các bạn đặt cái bảng thì các bạn cũng có thể tự tay các bạn cắm được một cái nhẵn hoa để các bạn đi mừng khai trương, rất là ý nghĩa. Tự tay mình kết một cái phần hoa để đi mừng khai trương thì rất là tuyệt vời. Nếu như bạn là cái người thợ cắm rồi thì mình không nói tới, còn nếu như mà những cái bạn mà chưa bắt đầu vào về hoa, chưa biết gì về hoa hết, nếu như các bạn tự tay các bạn cắm một cái sản phẩm hoa như thế này đem tới thì mọi người sẽ rất là trầm trồ gì đó. Cái phần hoa hồng vàng và cái phần vũ nữ đó, tí nữa mình sẽ chăm vào sau. Cái phần mút này nếu như mà các bạn không có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ cắt nó to. Bởi vì các bạn sẽ nghĩ là cắt to để có nhiều vị trí để cắm, nhưng mà thật ra là chúng ta sẽ tiết chế lại cái phần mút của chúng ta.
để cái bảng của chúng ta khi chúng ta đi giao nó nhẹ, và chúng ta sẽ tiết chế được cái lượng hoa khi mà chúng ta cắm vào trên đây. Đó. Nhiều bạn hay hỏi là tại sao mà cứ cảm giác là cắm hoài nó chống hoài. Đó là do các bạn, cái thứ nhất là các bạn không xử lý tốt cái phần lá. Cái thứ hai nữa là các bạn không xử lý tốt cái phần mút khi chúng ta cho vào. Đó. Tùy thuộc vào cái lượng hoa mà các bạn cắm mà chúng ta sẽ cân đối làm sao sử dụng bao nhiêu mút là đủ. Chứ các bạn cho nhiều mút quá cũng không tốt. Cắm hoa giỏ cũng vậy, hoa bình cũng vậy, bất cứ một cái sản phẩm nào cũng vậy. Trước khi chúng ta cắm, chúng ta sẽ cân đo đong đếm là chúng ta có bao nhiêu hoa, rồi trên đó chúng ta sẽ cắm cái gì, chúng ta có những lá gì, những nguyên liệu gì. Đó. Nếu như chúng ta có ít hoa nhưng chúng ta lại có nhiều cái phụ liệu thì chúng ta sẽ kết hợp giữa phụ liệu và hoa. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hồng vàng và cái phần lan vũ nữ vào. Màu đỏ và màu vàng đây là những cái cam màu nâu, cho nên nó là nó phù hợp để mà chúng ta đi mừng khai trương, nó như một cái lời chúc về sự giàu sang thịnh vượng. Tượng trưng cho sự may mắn, màu vàng thì thể hiện cho sự thành đạt. Phần lan của nữ thì mình sẽ bóng nhỏ nó ra. Chúng ta chỉ chừa là một đoạn ở trên ngọn như thế này thôi. Chủ yếu là chúng ta sẽ cắm để tạo nên cái độ mượt của cái phần ngọn này. Còn những cái phần nhỏ thì các bạn sẽ điểm nó vào trong hoa, xen lẫn nó vào.
cho cái phần ngọn của chúng ta nó mềm, nó mềm mại, nó chảy ra, nó không có bị nặng nữa. Nữ này, nếu như các bạn mua cái loại lớn các bạn cắt ra nó lợi yếu. Nãy giờ mình thấy rất là nhiều nhưng mà vẫn chưa tới bó nữa. Khi các bạn cắm thì cái phần hoa hồng các bạn cố gắng làm sao để cho nó đừng có đều mặt hoa với nhau quá. Chúng ta nên cho cái độ nảy của nó cao hơn nhau một tí xíu. Điều này giúp cho cái sản phẩm của mình nó không có bị cứng, nó sẽ mềm mại. Phần hoa cái chỗ
cái ngọn, những cái gốc như thế này nè, thì chúng ta nên cắm nó theo một chiều nhất định. Phía ngoài thì các bạn muốn đun nó như thế nào thì ok, nhưng mà cái cây ngọn các bạn nên vuốt nó, nó xuôi theo một chiều. Nếu cái phần chỗ chữ này các bạn dịch nó vô một tí xíu nữa thì nó sẽ thoải mái cho cái việc cắm của chúng ta hơn. Chúng ta sẽ cắm nó bồng bềnh hơn một tí nữa. Cái phần hoa mà mình làm hướng dẫn cho các bạn đa số là những cái đơn hàng bên mình, khi mình vừa làm thì sẵn mình chia sẻ cho các bạn để các bạn thấy luôn. Rồi, vậy là mình vừa hoàn thành xong cái phần tranh hoa của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái cách mà gia cố bằng cái băng keo lúc nãy mình có nói với các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tạm thời đặt cái phần khung này ra. Thật ra thì ngày thường đó, mình đi giao đó, mình không có phải gia cố như thế này đâu. Nhưng mà mình thấy một số bạn comment về cái cách hướng dẫn á, cho nên là mình đã chỉ với các bạn luôn. Các bạn nên sử dụng cái phần băng keo đen nha, tại vì cái phần băng keo này nó rất là chắc.
Rồi, vậy là cái phần tranh hoa của mình đã tương đối xong. Chúc các bạn thành công.